Chào mọi người một ngày mới nữa. Chúc mọi người một ngày mới tươi đẹp, an lành, hạnh phúc, vui vẻ. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay làm món đu đủ gỏi đu đủ ốc. Đây là trái đu đủ mình hái được, mình trồng ngoài vườn rồi mọi người. Không có đất vườn gì trơn, trồng thí đại rồi nó lên đó, giờ hái ăn lai rai. Mình sẽ sơ chế đu đủ. Mình sẽ bào đu đủ ra nha. Mình bào bằng cây bào đu đủ mà. Cây bào này làm bây giờ nó làm cái sớ to lắm. Hồi nãy mình tính quay một cái video á, mình đi hái đu đủ ở ngoài vườn á, mà ông xã của mình tào lao quá xế, đẹp trai ba gai, khó chịu. Ông xã của mình là người, nhưng mà mọi người mà không biết ý ha. Sống chung với ông này là lây quay là nồi son chảo bay dèo dèo đó mọi người. Cũng đẹp trai mà ông vô cùng ba gai. Ai mà nóng tính là nồi son chảo với lại dao kéo đồ trong nhà là bay quanh năm suốt tháng luôn đó các bạn. Ông xã mình là ba gai số 1, chỉ số của ông là mỗi người ta có cái chỉ số ba gai ai cũng có chứ, nhưng mà cái chỉ số ông này là lên tới đỉnh luôn đó nha các bạn. Để chồng giống vậy phải có sức chịu đựng bền bỉ nha, còn nếu không là cô đơn nữa, mồ côi. Ngày hôm nay cái món gỏi ốc của mình sẽ làm với ốc chay. Ốc chay và đậu hũ tươi mình chiên. Nếu các bạn có muốn làm với sườn non cũng được, tùy theo sở thích của mình thôi. Mình thì thích làm với đậu hũ hơn. Tại vì đậu hũ thì là cái món dễ ăn hơn nhất. Sườn được thì lâu lâu thỉnh thoảng mình mới ăn một lần, chứ mình không có ăn thường xuyên. Những cái món đó nó không có bổ dưỡng mà nó lại không có, nó không có ngon bằng đậu hũ tươi đó các bạn. Tại vì cái món đậu hũ tươi, cái này cái cây bào này mình bào cái sớ rất là to đó mọi người. Nhưng mà bây giờ nó bán cái loại cái cây giống như vậy, nó không có giống ngày xưa, nó làm hơi hơi nhuyễn cái dòng này, cái cọng nó nhuyễn hơn. Nhưng mà kệ đi, mình làm gỏi mà mình ăn nó giòn. Đu đủ này bữa nay mình hái nó không có mỏi dịch theo ý của mình nhiều, nó hơi sống. Nhưng mà mình nghe nói đu đủ sống ăn cũng nên thuốc lắm đó các bạn. Đu đủ xanh đó, người ta kêu đu đủ xanh đó, không cần mỏi dịch nhiều. Thì mình làm gỏi đi rồi mình trộn với cà rốt. Cái trái đu đủ này là mình hái thêm nè các bạn, tại vì nó nhỏ lắm. Nếu mà làm cho vài ba người ăn thì một người một ăn một trái gì thôi, chứ còn nếu mà vài người ăn trái vậy là không có đủ. Nên hồi nãy là mình đã hái hết một trái mình bào rồi, cái này là mình chỉ bào thêm một trái nữa. Mình làm mình cho vài người thưởng thức, cho bà con của mình nữa. Gia đình của mình có bà con ăn chay, mình thích làm đồ ăn để biếu cho mọi người cùng ăn thưởng thức với mình. Đó là tâm lý, tâm trạng của những người thích làm đồ ăn nhưng mà biếu người khác ăn. Họ ăn ngon mình hạnh phúc lắm. Rồi, đây là cái đu đủ trước mà mình đã bào rồi nè, mình đã dắt được nhiêu rồi đó. Cái này là mình chỉ hái thêm và mình bào thêm một ít nữa, tại vì mình muốn trộn cho khoảng chừng 3 người ăn, 2, 3 người ăn, 4 người ăn. Gia đình mình một dĩa, cho dì mình một dĩa nhỏ. Thường thì người ta làm gỏi là người ta làm bằng giấm hay hoặc là me, nhưng mà ngày hôm nay mình làm với hạnh nha các bạn. Mình sẽ làm gỏi cùng với trái hạnh, tại vì mình thích làm gỏi hạnh hay là nấu canh chua với hạnh lắm. Tại vì trong cái trái hạnh đó, nó có cái vị chua nhưng mà nó rất là ngon, cho nên mình thích làm gỏi với hạnh.
nó chua nhưng mà nó chua cái hương vị ngon lắm. Mình có lời khuyên mọi người nếu mà nấu canh chua hay là mình làm gỏi, mình nên làm trái hạnh. Là không có hạnh thì có thể làm chanh giấy cũng được, chanh giấy cũng ngon. Nhưng mà chanh giấy bây giờ mình thấy ít có bán lắm. Trái hạnh phổ biến hơn với chanh bình thường á. Chanh giấy nó theo mùa chứ bình thường ít có chanh giấy lắm. Thì đây chỉ là cái khâu chế biến thôi. Mình chế biến, mình bào gỏi rồi xong rồi mình nặn hạnh, mình vắt hạnh. Rồi kế tiếp thì là mình sẽ tiếp tục mình sơ chế ốc, tàu hũ. Mình cho nước hạnh vô luôn nha mọi người, cho nó thấm đi. Tại vì vắt xong rồi mình cho nó vô đi. Thì bây giờ bắt đầu là mình chuẩn bị rau răm. Mình sẽ làm gỏi với rau răm. Rau răm là làm gỏi là đặc sản nha các bạn. Có lẽ mình sẽ làm một ít xà lách nữa đó mọi người. Mình sẽ sắc nhuyễn để trộn vô cho nó có màu xanh, màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Cho gỏi mình nó hấp dẫn lên. Rau răm này ngon. Có hương vị đậm đà lắm. Mình sẽ lặt một ít xà lách, mình cũng sắc một ít xà lách trộn chung vô. Thường thường người ta làm gỏi đu đủ là cái mỗi vịt nó ngon lắm mọi người, nó có cái màu vàng. Hôm nay cái đu đủ của mình nó không có mỏ vịt nhiều, vì vậy mà cái màu vàng nó không có vàng vàng ươm mà nó chỉ hơi hơi vàng một chút thôi, nhưng mà không sao, đu đủ xanh ăn cũng có tốt cho sức khỏe đó. Mình cắt xà lách nha. Rồi đây là rau răm. Mình cũng cắt luôn, cắt nhuyễn hết. Rồi bây giờ là tới khâu mình nêm nha mọi người. Mình sẽ cho một ít hạt nêm. Mình nêm ít hạt nêm, không có nhiều, vừa thôi. Tại vì mình muốn nêm một chút nước tương mặn á các bạn. Nó có một cái hương vị đặc biệt cho nước tương, cho gỏi của mình. Thì đây là bột ngọt, mình sẽ cho một muỗng cà phê bột ngọt. Rồi đây là nước tương mặn, mình sẽ cho khoảng một muỗng ăn canh nước tương mặn thôi cho nó thơm á mọi người. Và gỏi là cái khâu cuối cùng là không thể thiếu đường, mình sẽ nêm đường để dằn cái độ chua lại. Rồi tất cả gia vị thì mình đã trộn xong, mình đã bỏ vô xong rồi đó, để đó đi, mình không phải từ từ hết trộn. Bây giờ cái khâu kế tiếp là mình sẽ chiên đậu hũ tươi nè các bạn, mình chiên cho nó giòn.
mình chiên nó vàng rồi nó giòn rồi mình sẽ cắt vô. Ốc không thể thiếu ốc đúng không các bạn? Đây là ốc chay, ốc bu vàng, ốc bu không mọi người, mình thêm chữ vàng nó là ốc bu chay. Thì bây giờ là thật sự ra cái hình dáng của ốc thôi, chứ còn cái chất lượng hay là cái hương vị nó không có thật sự là giống ốc đâu các bạn ơi. Thì người ăn chay á, thì bây giờ mình lâu lâu thỉnh thoảng mình chế biến những cái món mới lạ để mà mình ăn để nó đỡ ngán hàng ngày thôi, chứ còn những cái loại thực phẩm này mình không có ăn thường xuyên đâu mọi người. Tại vì nó là đồ để lâu, nó không có dinh dưỡng thì chúng ta không có nên sử dụng hàng ngày, nhưng mà thỉnh thoảng mới ăn thôi, lâu lâu chế biến mà nó mới lạ. Ta để trong cái bọc rồi người ta ngâm cái loại nước, có lẽ nó cũng chống hư hay gì đó các bạn. Thì bây giờ mình sơ chế là khi mà mình làm lấy ốc ra rồi thì mình sẽ cắt cho nó gọn lên nha. Cái này mình thấy nó hơi to nên mình sẽ cắt cho nó nhỏ lại đó các bạn. Mình cắt cho nó vừa cái miếng ăn, chứ nếu mà nó to quá thì nó không ngon. Ốc này khi mà mình sơ chế xong rồi là mình sẽ xào lại, mình sẽ xào tỏi lại. Mình xào khử rồi mình nêm nếm cho nó thấm qua gia vị rồi xong rồi mình mới trộn nha các bạn. Chứ nếu mình để mình trộn như vậy thì nó sẽ không ngon đâu. Cho nên mình phải sơ chế lại hết. Mình cắt xong cho nó nhỏ nó gọn vậy rồi bắt đầu là mình sẽ nó làm cái hình dáng thôi, chứ còn cái chất lượng của cái loại này nó là cái đồ thực phẩm gì mình cũng không hiểu luôn nữa. Nó dai dai rồi nó giòn giòn, mới nó có trộn nhựa cao su vô đây không nha mọi người. Ăn ít thôi đừng ăn nhiều. Ăn ít thì nó không có sao, ăn nhiều nó mới ngộ độc. Mà thỉnh thoảng lâu lâu mình mới ăn thôi chứ không có ăn mỗi ngày. Cho nên nó có ngộ độc nó cũng nhẹ chứ không đến nỗi nặng. Rồi thì mình đã cắt ốc xong rồi thì bây giờ tới chuẩn bị tỏi nha các bạn. Tỏi để mình khử ốc, mình xào con ốc. Con ốc mình nên xào lại, mình nên xào lại cho nó thấm gia vị rồi mình trộn vô nó mới ngon. Chứ nếu mình để như vậy là nó sẽ không có ngon. Mình thêm hành nữa nha mọi người. Khi đồ khử này mình khử với ốc đó mình để vào trong gỏi nó cũng ngon lắm đó các bạn. Nó thơm. Ốc này là ốc giả không phải ốc thật, cho nên mình phải sơ mình phải chế biến cho nó kỹ nó mới ngon. Lựa mấy cái miếng dày mình lấy ra lát nữa mình cắt xong mình xào với xả. Còn mấy cái miếng mỏng cho nó giòn mình để vô gỏi. Làm gỏi thì mình nên chiên cho giòn nha mọi người. Mình chiên đậu hũ cho rất là giòn. Thì mình cắt mình để vô gỏi nó rất là ngon. Nếu nó mềm quá thì nó không ngon. Cho nên mình muốn cái này là cái mớ để lại để mình. Rồi mình sẽ bắt cái chảo lên mình xào ốc nha các bạn.
sẽ cho vô đây một ít dầu. Mình nghĩ là ít thôi, không cần nhiều. Rồi, cho hành với tỏi vô. Đợi cho tỏi với hành nó vàng một chút đi, mình nó để ốc nó vàng nó mới thơm. Hành tỏi nó vàng nó mới thơm. Nó chưa có vàng là nó không có đủ thơm. Mình muốn cho gỏi mình nó thơm. Rồi cái này nó đã vàng rồi đó các bạn. Mình sẽ tắt bếp đây. Rồi tỏi hành mình đã bắt đầu vàng. Mình sẽ cho ốc vô. Giờ mình cũng sẽ nêm nếm vào cái mấy con ốc này nha mọi người. Mình cho vào đây một ít hạt nêm. Tại vì khi mà mình nêm như vậy á, thì gia vị nó thấm vào con ốc á, mình trộn vô gỏi nó mới ngon. Ốc này người ta làm đó, không có nêm gia vị gì hết, người ta chỉ để một chút xíu gì đó mỏng mỏng thôi. Muối. Cho nên khi mình chế biến là mình sẽ làm như thế này nè mọi người. Có lẽ ngày hôm nay mình sẽ chừa lại một ít để mà mình xào với tàu hủ, mình xào xả. Mình xào xả với ốc, ốc xào xả. Rồi mình sẽ chỉnh bớt lửa lại nha các bạn. Mình sẽ cho một món ốc này ra dĩa. Rồi mình sẽ chừa lại một ít để mà mình xào xả. Tại vì ở đây mình có đậu hũ rồi. Thì đây là cái mớ đậu hũ mà mình sẽ xào xả với ốc. Thì đơn giản là một bữa cơm gia đình đó mọi người. Cái gì nói chuyện mà chặn lại là cái gì? Chị nghĩ nói ha. Thằng cha ba gai camera này chớ quay phim chả khó ưa hơn cái gì nữa. Bực bội chả dữ lắm cha ơi. Mà tại là ông chồng của mình rồi làm sao giờ? Phải không các bạn? Chứ ông ba gai dữ dội lắm. Mình làm cái gì cũng không có dữ ý ông chứ. Đẹp trai mà ba gai cũng khó chịu tàn canh với lộng. Phải dễ sống rồi các bạn ơi. Đóng tính một chút là ha, nồi chảo son tô tổ chén dĩa gì bay dìu dìu. Rồi mình sẽ cho một ít nước tương mặn nha, ít thôi. Cái này mình xào khô cho nên mình không có để nhiều nước tương. Và cho khoảng 2 muỗng bột ngọt. Một ít đường nữa nghe mọi người. Ở trong gỏi này mình đã trộn hết mọi thứ gia vị rồi, mình chỉ cần mình chỉ để ốc với lại tàu hũ vô nữa là xong, mình trộn lên đó các bạn.
Rồi mình sẽ cắt đậu hũ vô, vô ốc của mình, vào gỏi của mình. Đậu hũ mình sẽ cắt nhuyễn vừa mới ăn. Khi mình chiên đậu hũ nó vàng nó giòn như thế này là mình trộn gỏi rất là ngon. Bây giờ bắt đầu cái khâu mình trộn cho gia vị nó đều nha các bạn. Mình chỉ cắt trước một mớ thôi. Rồi mình sẽ cho ốc vào nha các bạn. Có lẽ mình cũng sẽ nhấp cho nó bớt ra đi. Mình thấy nó hơi to quá. Cho nó mỏng lại một chút nữa các bạn ơi, nãy mình cắt cái còn hơi to, sẽ làm mỏng thêm một lát nữa nha. Rồi cái mớ đậu hũ này mình còn nốt rồi mình xắt hết đi, đậu hũ nhiều ngon không sao cả. Mình thấy món đậu hũ tươi mà mình chiên lại mình làm gỏi là ngon nhất, nhưng mà tại vì ngày hôm nay mẹ của mình nó muốn ăn ốc cho nên mình mới mua ốc, chứ thực sự ra gỏi chay thì chúng ta chỉ làm bằng đậu hũ như thế này là ngon tuyệt vời rồi đó các bạn. Mình không cần thiết phải cầu kỳ đâu, tại vì ăn chay rồi thì tất cả những món chay đều là đậu hũ hết. Nhưng mà nếu thỉnh thoảng ăn đồ bịch đó thì nó chỉ là cái hình thức ở bề ngoài thôi, chứ nó không có ngon như đậu hũ của mình đâu. Cái hình thức của con ốc cùng thì cũng chỉ là con ốc thôi, cũng là đồ chay thôi. Thử nghe ông xã. Ông xã bà gai, ông xã quá bà gai nhưng mà cũng vô cùng đẹp trai. Xin mời. Được không chồng? Được không Ali? Chồng 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 ngồng của em. Rồi như vậy là cái khâu mình chế gỏi gỏi ốc chay, gỏi đu đủ, mình làm bằng gỏi đu đủ đó các bạn, thì nó đã hoàn tất rồi đó nghe mọi người. Xong chỉ trong vòng 10 phút, 15 phút, 20 phút thì chúng ta đã chế biến xong một cái dĩa gỏi chay dành cho cả gia đình của mình cùng được thưởng thức, rất là tuyệt vời đó mọi người. Thì xớt vào cái dĩa này nó đẹp nha, dĩa này cũ quá thấy nó không hấp dẫn. Rồi thì chép trai kỳ duyên của mình mời mọi người cùng thưởng thức món gỏi chay, gỏi ốc tàu hũ nha các bạn. Vậy là xong. Chúc mọi người ngon miệng, thành công, một ngày mới tốt đẹp. Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện. A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức và làm với mình nha.